Thì đấy là enzyme carboxylpeptidase sẽ cắt và đêm sẽ cắt từ một phía đầu vào, và những đầu amin tận thì enzyme aminopeptidase sẽ cắt, và cứ trải qua những cái quá trình như vậy. Lưu ý các bạn là gì ạ? Chuỗi polypeptide, vâng, đây là một chuỗi polypeptide dài. Có hai enzyme sẽ cắt từ hai đầu, đấy là enzyme aminopeptidase cắt từ đầu amin tận. Enzyme carboxylpeptidase rồi cắt từ đầu carboxyl tận. Enzyme chymotrypsin cắt ở những vị trí axit amin trung tính bằng cái phần vòng màu xanh của bôi ở đây. Enzyme elastase thì cắt ở những vị trí axit amin nhỏ. Và enzyme trypsin thì cắt ở vị trí axit amin kiềm. Và như vậy thì bạn lưu ý là vâng, đây ví dụ cái đoạn này nó cắt thì phần màu xanh này nó lại tiếp tục được cắt bởi hai enzyme gì? Carboxyl là gì? Enzyme aminopeptin. Và cứ cắt 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 như vậy thì nó sẽ cắt thành ra một loạt các axit amin. Vâng, đấy là về sự thủy phân của protein và lưu các bạn là gì ạ? Quá trình thủy phân protein này chủ yếu đấy là protein ngoại sinh. Còn ở trong cơ thể mình thì mỗi một phân tử protein nó sẽ có một con đường đi riêng. Và tí nữa sang tiết sau thì mình chỉ nghiên cứu duy nhất một phân tử protein có cấu trúc bộ bậc 4 đặc biệt là phân tử hemoglobin. Còn những phần khác thì sau này các bạn sẽ học lên cao thì là các bạn có điều kiện bạn sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Vì đây là một các bạn bác sĩ răng hàm mặt cho nên những cái phần này mình cũng không nghiên cứu sâu. Thực chất thì là kể cả là những bác sĩ đa khoa thì đi sâu về từng quá trình chuyển hóa của từng axit amin, từ quá trình cắt của từng phân tử protein trong cơ thể thì nó cũng có một quá trình rất là phức tạp. Còn khi nào mình cần đến đâu mình sẽ nghiên cứu đến đấy. Như vậy là gì ạ? Tóm lại về phần tủy phân protein ngoại sinh từ ngoài vào, thì bạn nhớ về cái việc mà mình nhai thịt ở miệng, răng nó chỉ giúp xé nhỏ thịt thôi và xuống dạ dày bắt đầu được tiêu hóa. Và enzyme pepsin ở dạ dày chỉ cắt phá vỡ cấu trúc bậc 2, bậc 3 và bậc 4 và những vị trí axit amin nhân thơm. Chính vì như vậy thì sau khi đi qua dạ dày thì cái chuỗi poly các phân tử protein đấy nó sẽ tạo ra gì ạ? Những cái chuỗi polypeptide ngắn hơn và xuống ruột thì năm hệ thống enzyme tham gia và năm enzyme đấy nó sẽ cắt cái chuỗi polypeptide cấu trúc một sau khi đi qua dạ dày thành các axit amin. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần quan trọng của bài là chuyển hóa các axit amin. Trong quá trình chuyển hóa các axit amin này thì nó liên quan đến rất là nhiều hệ thống enzyme. Vâng. Chuyển hóa nó và sự thay đổi hoạt độ các enzyme tham gia trong quá trình chuyển hóa các axit amin sẽ giúp cho mình gì ạ? Chẩn đoán được một số bệnh lý trên lâm sàng và tí nữa sang đến phần đấy mình sẽ nói. Và trước khi đi vào phần chuyển hóa axit amin thì mình sẽ ôn lại một chút về cấu trúc. Các bạn biết rồi là axit amin nào trừ axit glycine thôi ạ, đều có carbon alpha. Và carbon alpha đấy thì một đầu nó sẽ gắn với nhóm carboxyl, một đầu nó sẽ gắn với nhóm amin. Mà phần còn lại của carbon alpha đấy chính là chuỗi bên của các axit amin. Và người ta dựa vào gốc R này thì người ta phân ra rất là nhiều nhóm axit amin như trước mình đã học với nhau rồi. Và sự thoái hóa của axit amin thì quan trọng nhất là thoái hóa nhóm amin. Tiếp tục theo đấy là thoái hóa nhóm carboxyl. Và cái việc thoái hóa hai nhóm này chúng ta gọi là thoái hóa chung của các axit amin. Vì sao? Vì axit amin nào cũng có carbon alpha trừ glycine, và cái sự thoái hóa của nhóm amin và nhóm carboxyl của 20 axit amin trong cơ thể nó chung một con đường. Vâng. Có nghĩa là anh thoái hóa được cách này tôi cũng thoái hóa được cách đấy. Còn đương nhiên các axit amin nó sẽ khác nhau ở phần còn lại. Cho nên là gì ạ? Mỗi một nhóm axit amin nó sẽ có một con đường đi riêng biệt, hoặc là có những axit amin nó có thể đi một hai con đường. Và cái sự thoái hóa của cái phần còn lại của axit amin đấy hay chuỗi bên của axit amin đấy người ta gọi là thoái hóa riêng biệt của từng axit amin. Và trong thoái hóa chung của axit amin thì quan trọng nhất là việc loại bỏ nhóm amin, vâng, hay chính là loại bỏ nhóm NH3. Vâng, và bây giờ mình sẽ đi phần đầu tiên thoái hóa của nhóm amin. Và về thoái hóa nhóm amin thì các bạn nhớ cho cô là gì ạ? Nó có hai con đường. Con đường thứ nhất rất quan trọng đấy là quá trình trao đổi amin. Con đường thứ hai là quá trình khử amin oxy hóa. Và mục đích của hai con đường này đều nhằm loại bỏ nhóm amin. Vâng, và mình sẽ đi vào phần đầu tiên là quá trình trao đổi amin. Quá trình trao đổi amin này thì dành cho tất cả 20 axit amin. Để mình phân biệt tí nữa sang quá trình khử amin oxy hóa thì sẽ có dành cho hai nhóm amin riêng. Vâng, các bạn nhớ cho cô nhé, quá trình trao đổi amin
là dành cho tất cả 20 acid amin. Tuy nhiên, có những acid amin thì tùy trong điều kiện hoàn cảnh nó sẽ lựa chọn quá trình nào. Nhưng lưu ý các bạn là gì? Phần lớn các acid amin khi muốn loại bỏ nhóm amin đều lựa chọn lựa con đường trao đổi amin. Định nghĩa về quá trình trao đổi amin đấy là gì ạ? Khi mà acid amin muốn loại bỏ nhóm amin của mình, nó sẽ chuyển nhóm alpha amin sang acid alpha cetonic, và sau khi mất nhóm amin thì chính cái acid amin đấy nó cũng trở thành acid alpha cetonic mới. Còn acid alpha cetonic mà nhận nhóm amin sẽ trở thành một acid amin mới. Và đây là một quá trình trao đổi amin nên enzyme xúc tác phản ứng này, đây là enzyme trao đổi. Và đuôi của enzyme trao đổi là transferase. Và trao đổi gì? Vận chuyển trao đổi nhóm amin, cho nên tên chung của nhóm enzyme trong quá trình trao đổi amin đấy là aminotransferase. Đây bạn nhìn này. Thế có acid amin mà cô viết bôi chữ màu đỏ đây, có gốc L1. Acid amin này muốn loại bỏ nhóm gì? Nhóm NH3 thì nó sẽ chuyển nhóm amin của mình sang acid alpha cetonic mà tôi cô đánh chữ màu tím ở đây ạ. Vâng, và acid alpha cetonic màu tím này sau khi nhận nhóm amin nó sẽ biến thành một acid amin mới. Còn acid amin mà loại bỏ đi nhóm amin sẽ trở thành acid alpha cetonic mới. Và enzyme tham gia xúc tác phản ứng tên của nó là aminotransferase. Và người ta vẫn quen gọi đấy là transaminase. Vâng, đấy là tram nghĩa là gì? Vận chuyển nhóm gì? Vận chuyển nhóm amin. Như vậy quá trình trao đổi amin enzyme các bạn có thể biết hai cách đều đúng, aminotransferase hoặc là các bạn biết là gì ạ? Transaminase. Chứ nhiều bạn khi mà làm bài và nó khi khoanh bài thì lại ghi là gì? Aminotransaminase nghĩa là sai ạ. Transaminase là cái tên nó bao gồm đầy đủ là gì ạ? Vận chuyển nhóm amin. Còn nếu như không thì bạn lại biết là gì? Aminotransferase. Đấy là về cách viết tên enzyme để tránh lúc mà mình làm bài bị nhầm. Và các bạn lưu ý là gì ạ? Trong cơ thể mình thì có một cái acid alpha cetonic, nó luôn luôn nhận nhóm amin của các acid amin khác trong quá trình trao đổi amin, đấy là alpha cetoglutarate. Và sau khi nhận nhóm amin thì nó sẽ biến thành một acid amin mới, đấy là acid glutamate, và tên của enzyme xúc tác này là glutamate transaminase. Và các bạn lưu ý là gì? Các acid amin thì ở các acid amin khi mà chuyển nhóm amin sang chất nhận đấy là alpha cetoglutarate thì nó đều là gì ạ? Tạo thành acid glutamate. Và các enzyme transaminase, cái coenzyme tham gia vận chuyển đấy tên đấy là pyridoxan phosphate. Cái coenzyme này tồn tại trong cả tinh thể và trong bào tương, và các bạn nhớ phản ứng vận chuyển nhóm amin muốn xảy ra bắt buộc phải có coenzyme pyridoxan phosphate. Nếu như không có mặt của coenzyme pyridoxan phosphate thì chắc chắn hoạt động của enzyme của nhóm vận chuyển trao đổi amin này không xảy ra. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần biện xem về cơ chế vận chuyển nhóm amin của coenzyme pyridoxan phosphate. Vâng, đây tôi có cái acid amin thứ nhất, nó muốn loại bỏ nhóm amin. Thì lưu ý các bạn là gì ạ? Nhóm amin thì nó sẽ được vận chuyển vào cái coenzyme pyridoxan phosphate, và coenzyme pyridoxan phosphate từ dạng oxy hóa sẽ chuyển sang dạng khử. Vâng, và sau khi loại bỏ nhóm amin thì acid amin 1 sẽ biến thành acid alpha cetonic 1. Cái nhóm coenzyme pyridoxan phosphate sau khi nhận nhóm amin thì nó sẽ chuyển nhóm amin đấy sang acid alpha, nhóm amin sang acid alpha cetonic 2 để nó biến thành gì? Acid amin thứ 2. Vâng, bạn lưu ý nhé. Quá trình vận chuyển trao đổi amin muốn thực hiện được, hay nói cách khác enzyme của nhóm trao đổi amin muốn thực hiện được phải bắt buộc phải sự có mặt của coenzyme pyridoxan phosphate, và coenzyme này nó giúp cái hệ thống enzyme transaminase vận chuyển nhóm amin. Nếu như không có coenzyme thì làm sao các bạn? Thì phản ứng này không xảy ra. Và trong cái giai đoạn này thì đây coenzyme này nó đóng vai trò như là một cơ chất thứ hai trong cái phản ứng này, và đây chính là cơ chế hoạt động của coenzyme pyridoxan phosphate.
Vâng. Trước đây thì khi mà các bạn thi viết nhá, viết tự luận thì đây là một câu hỏi rất hay xảy ra. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ thi phần trắc nghiệm nên bạn lưu ý này. Enzyme transamina giờ muốn hoạt động thì bắt buộc phải có mặt của coenzyme pyridoxan phosphate. Nếu như không có mặt của coenzyme này thì chắc chắn là phản ứng không bao giờ xảy ra. Bạn nhớ cho cô. Và coenzyme này giúp vận chuyển nhóm amin từ axit amin sang axit alpha cetonic. Và các bạn nhớ nhé, trong quá trình loại bỏ nhóm amin bằng cách trao đổi amin thì axit amin sau khi loại bỏ nhóm amin nó sẽ trở thành một axit alpha cetonic mới. Còn axit nhận nhóm amin đấy chính là axit alpha cetonic, nó nhận nhóm amin thì nó sẽ chuyển thành axit amin mới. Và axit alpha cetonic hay nhận nhóm amin nhất đấy là axit alpha cetoglutarate. Bạn nhớ cho cô một số lưu ý chính trong phần này. Đấy là về phần trao đổi amin. Và ứng dụng trên lâm sàng thì chắc các bạn trong cái quá trình của mình hoặc là trong người thân người nhà của mình đều khi đi xét nghiệm enzyme đúng không ạ? Và hệ thống enzyme này người ta gọi đấy là enzyme gan. Tại sao người ta gọi như vậy? Vì sự thay đổi hoạt động của enzyme này nó sẽ liên quan đến hoạt động của gan. Và hai enzyme người ta hay nói là enzyme gan hay được xét nghiệm nhất đối với bệnh nhân khi gặp mình hoặc là khi mình chán ăn, khi là mình mệt mỏi thì kể cả mình đi khám thì bác sĩ nội khoa đầu tiên cũng cho làm hai enzyme này. Đấy là hai enzyme GOT hay là AST, enzyme thứ hai là GVT hay là ADT. Bạn nhìn lưu ý này, tại sao GOT người ta còn gọi là AST và bây giờ hoàn toàn là người ta sử dụng tên là AST? Vâng, từ đấy mình sẽ suy ra luôn cái đằng sau, bây giờ cô sẽ nói kỹ về cái phần đầu tiên. Enzyme GOT hay là enzyme AST. GOT đấy là viết tắt của chữ glutamate. Chữ O là oxaloacetate, chữ T là transaminase. Còn AST, AS là viết tắt của enzyme của acetamin aspartate transaminase. Đây chính là enzyme xúc tác phản ứng loại bỏ nhóm amin của axit aspartate. Và sau khi loại bỏ nhóm amin thì axit aspartate đấy sẽ biến thành axit alpha cetonic mới có tên là oxaloacetate. Và đây là mũi tên mấy chiều các bạn? Đây là mũi tên hai chiều đúng không ạ? Vâng, và như vậy thì gì lưu ý các bạn ạ? Trước đây thì người ta GOT đấy là viết tắt hai sản phẩm tạo thành. Sau khi axit aspartate loại bỏ nhóm amin nó sẽ tạo ra hai axit mới đấy là axit glutamate và axit oxaloacetate. Tuy nhiên người ta thấy rằng gì ạ? Phản ứng này chủ yếu là chỉ theo chiều thuận thôi ạ. Có nghĩa là enzyme GOT này xúc tác chủ yếu là loại bỏ nhóm amin của axit aspartate. Còn theo chiều ngược lại thì rất ít khi xảy ra. Và như vậy như người ta nói cách khác và trả lại tên cho em nhé. Và tên enzyme này sẽ được đặt đúng là gì? AST, có nghĩa là enzyme tham gia loại bỏ nhóm amin của axit aspartat bằng cách trao đổi amin. Và tương tự như vậy thì enzyme ALT cũng có hai cái gọi như thế. Và các bạn lưu ý cho cô một điều này, cái này thì ứng dụng trên lâm sàng vì sau này các bạn sẽ không có cái phần hóa sinh lâm sàng thì cô nói luôn ạ. Đây là hai enzyme này thì hoạt động mạnh ở gan và một cái mô cơ quan trọng nữa đấy là tim và một số mô cơ khác. Nhưng cái sự thay đổi hoạt động của hai enzyme này thì chủ yếu là liên quan đến hai cơ quan chính ở trong cơ thể mình, đấy là gan và tim. Đó, bạn nhớ cho cô này, vị trí của enzyme AST nằm trong ti thể tế bào cơ tim cũng như là tế bào gan. Còn vị trí của enzyme ALT là nằm ở bào tương tế bào. Và như vậy thì các bạn thấy rằng gì? Enzyme AST hiện nay có rất nhiều những enzyme, rất nhiều những cái cách để chẩn đoán nhồi máu cơ tim là siêu âm rồi là chẩn đoán thứ vân vân. Tuy nhiên enzyme AST vẫn là một enzyme mà người ta sử dụng trong với bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Vì sao? Người ta thấy rằng gì ạ? Khi bệnh nhân xuất hiện cơn nhồi máu cơ tim thì enzyme này nó sẽ tăng. Và đỉnh của nó là 36 tiếng và sau 36 tiếng nếu như mình điều trị khống chế được cơn nhồi máu cơ tim nó sẽ giảm dần và trở về giá trị bình thường sau 5 ngày. Còn và như vậy thì gì ạ? Cái enzyme AST này đối với những cái tuyến huyệt này, vì đây là một enzyme rất dễ làm, rất dễ xác định giá trị nồng độ của nó, mà như vậy thì người ta hãy sử dụng để người ta dùng trong bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Còn đối với enzyme ALT thì đây là enzyme nằm ở bào tương nhưng có rất nhiều ở bào tương tế bào gan. Và enzyme này là một trong những enzyme trao đổi, một enzyme thay đổi sớm nhất khi bệnh nhân có những cái rối loạn về gan. Thế lưu ý các bạn về ý nghĩa của hai enzyme này.
ứng dụng một chút trên lâm sàng. Bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đấy là quá trình khử amin oxy hóa. Quá trình khử amin oxy hóa mục đích của nó cũng chỉ để loại bỏ nhóm amin ra khỏi acetamin thôi. Nhưng các bạn lưu ý này, đối với quá trình khử amin oxy hóa thì người ta chia ra làm hai nhóm: khử amin oxy hóa của các acetamin thông thường và khử amin oxy hóa của acid glutamic. Như vậy tổng số mình có 20 acetamin thì 19 acetamin khi muốn loại bỏ nhóm amin bằng cách khử amin oxy hóa thì bắt buộc phải đi theo con đường tôi sẽ trình bày sau đây. Còn riêng acid glutamic, khử amin oxy hóa của nó sẽ đi một mình một con đường. Tại sao thì mình sẽ nghiên cứu sau. Bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu về khử amin oxy hóa của các acetamin thông thường. Đây ạ. Acetamin muốn loại bỏ nhóm amin thì khi mà tham gia bằng cách khử amin oxy hóa thì các bạn lưu ý là gì? Dưới tác dụng enzyme acid amin oxidase thì nó sẽ loại bỏ hai phân tử hydro ở trên cái nhóm NH3 này, và acid amin lúc này được gọi là acid imin, các bạn nhớ nhé. Acid amin lúc này sẽ được gọi thành acid imin, vâng, và liên kết đơn biến thành gì các bạn? Liên kết đôi. Và sau đấy thì gì ạ? Thủy phân tự phát, có nghĩa là gì ạ? Nhận thêm nhóm NH2O và nó sẽ làm sao các bạn? Nó sẽ thủy phân cái nhóm NH này. Và acid amin lúc này cũng sẽ biến thành gì? Acid alpha cetonic. Và như vậy quá trình khử amin oxy hóa của các acid amin thông thường, điều quan trọng là gì các bạn? Điều quan trọng đấy là gì các bạn? Nó phải trải qua hai bước. Vâng. Và trong cái bước đầu tiên này, dưới tác dụng enzyme acid amin oxidase thì nó loại bỏ lên phân tử hydro. Và như hôm trước mình học về chuỗi vận chuyển điện tử đúng không ạ? Khi mà các hợp chất hữu cơ muốn loại bỏ phân tử hydro thì phân tử hydro đấy sẽ được việc chuyển vào các coenzyme oxy hóa khử. Vâng. Và ở phản ứng này thì phân tử hydro nó không chuyển vào gì? NAD, không chuyển vào FAD, không chuyển vào NADP, mà nó chuyển vào coenzyme FMN, là coenzyme cùng nhóm flavin, cùng nhóm FAD. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho cô này, khi mà FMN nó nhận hydro thì nó sẽ mang hydro đi gặp oxy. Nhưng cái việc mà gặp oxy này nó không tạo ra phân tử nước giống như NAD, giống như FAD, mà nó sẽ tạo ra H2O2. Và các bạn biết rồi, H2O2 đây chính là công thức của nước oxy già. Vâng, và các bạn lưu ý là gì ạ? Nước oxy già này thì chắc các bạn, sau này các bạn làm răng nó rất hay dùng đúng không ạ? Được, chỉ được dùng để làm sao các bạn? Rửa những cái vết thương khi mà nó chưa lành thôi ạ. Còn khi lành rồi thì bắt buộc là không bao giờ người ta dùng nước oxy già. Vì nước oxy già này trong quá trình phân ly thì nó sẽ tạo ra oxy tích điện âm. Và oxy tích điện âm đấy nó sẽ có tác dụng hủy hoại tế bào. Vâng. Thế mà như vậy nếu như các vitamin lựa chọn cách này thì trong cơ thể nó có cái enzyme để biến H2O2 thành nước và oxy hay không? Có. Đấy là enzyme catalase. Nhưng lưu ý các bạn là gì ạ? Vâng, enzyme catalase là một enzyme nó chỉ hoạt động mạnh nhất ở gan, còn tất cả các mô cơ quan khác hầu như là không hoạt động, hoạt động rất là yếu. Và nếu, và các bạn biết rồi, acid amin đấy là sản phẩm thủy phân của nhóm protein, và protein ở trong cơ thể mình thì các bạn thử nhìn xem trong khắp cơ thể mình đúng không ạ? Có chỗ nào mà không có protein không? Đúng không? Không một chỗ nào không có protein. Và nếu như các acid amin nó cứ loại bỏ, sau khi nó hết chức năng mà nó muốn loại bỏ nhóm amin và nó lựa chọn cách khử amin oxy hóa thông thường này, thì lưu ý các bạn là gì ạ? Nó ứ động H2O2. Và sự ứ động H2O2 này ở các mô cơ quan nó sẽ làm hủy hoại các mô cơ quan ở cơ thể mình. Chính vì như vậy thì là sao các bạn? Trong cơ thể mình thì gì? Các acid amin thông thường khi muốn khử nhóm amin thì chủ, khi muốn loại bỏ nhóm amin thì rất ít nó lựa chọn cách khử amin oxy hóa, và chủ yếu nó dùng cách trao đổi amin như tôi vừa nói. Tuy nhiên thì như cô nói lúc ban đầu rồi, quá trình khử amin oxy hóa này nó chia ra làm hai nhóm acid amin, thì có 20 acid amin thì 19 acid amin nếu như mà muốn loại bỏ nhóm amin bằng cách này thì bắt buộc phải sử dụng cái phản ứng này. Và nếu như phản ứng này được sử dụng thường xuyên thì nó luôn tạo ra một chất độc, đấy là
catalase rồi. À, đấy là H2O2, và sự loại bỏ H2O2 của enzyme catalase rất là yếu. Chính vì như vậy nó sẽ không dùng, mà nó sẽ, chủ yếu nó sẽ đi theo con đường mà mình vừa học là quá trình trao đổi amin. Nhưng trong cơ thể mình có một axit amin, khi nó muốn loại bỏ nhóm amin thì phần nó sẽ đi theo cách khử amin oxy hóa này là chính. Tại sao? Đấy chính là khử amin oxy hóa của các của axit glutamic. Và trước khi chuyển sang phần khử amin oxy hóa của axit glutamic thì các bạn lưu ý cho cô bài như sau. Khử amin oxy hóa của các axit amin thông thường thì trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là oxy hóa axit amin tạo ra axit amin. Giai đoạn thứ hai là thủy phân tự phát để tạo ra axit alpha acetonic và NH4. Và quá trình khử amin oxy hóa này xảy ra ở bào tử và coenzyme tham gia nhận hoặc là giúp phản ứng này xảy ra được là coenzyme SMN. Và người ta thấy rằng gì ạ? Các axit amin này có ở dưới nội bào của tế bào gan, tế bào thận và nó hoạt động rất là thấp, cho nên nó cũng không có vai trò quan trọng trong phản ứng khử amin oxy hóa. Nhưng cái quan trọng là gì? Cái phản ứng này người ta cũng không muốn nó xảy ra trong cơ thể mình. Vì sau khi mà gì ạ? Loại bỏ hai phân tử hydro chuyển vào SMN thì SMN nó sẽ mang hydro đi gặp oxy và nó luôn luôn tạo ra một chất độc cho cơ thể, đấy là H2O2. Vâng. Bây giờ mình sẽ sang cái phần khử amin oxy hóa của axit glutamic. Khử amin oxy hóa của axit glutamic thì tạo ra chủ yếu trong quá trình trao đổi amin và được chuyển vào ti thể và bị khử amin oxy hóa nhờ enzyme glutamate dehydrogenase. Và enzyme này thì lại có coenzyme là NAD và NADP. Như vậy bạn thấy rằng gì? Axit glutamic nó sẽ đi theo một mình một con đường. Vâng, để nhằm loại bỏ nhóm amin của mình. Đấy chính là quá trình khử amin oxy hóa. Chứ nó cũng không sử dụng cái phản ứng trao đổi amin mấy đâu ạ. Vâng, nó rất ít khi sử dụng phản ứng trao đổi amin. Và chủ yếu là nó sẽ dùng cách khử amin oxy hóa. Và cái enzyme tham gia xúc tác khử amin oxy hóa của axit glutamic, đấy là gì ạ? Glutamate dehydrogenase. Và phản ứng này xảy ra được thì cần sự có mặt của hoặc là coenzyme NAD hoặc là coenzyme NADP. Và enzyme glutamate dehydrogenase nó hoạt động ứng hoạt tính rất là cao và hoạt động rất là mạnh ở gan. Và sau này các bạn đi lâm sàng, sau này các bạn đi nội hoặc các bạn học thêm về nội, bạn thấy rằng gì, enzyme này cũng là một trong những enzyme người ta dùng để đánh giá sự hủy hoại tế bào gan, vì hoạt động của enzyme này cũng chủ yếu ở trong ti thể tế bào gan. Và đây các bạn nhìn này, phản ứng khử amin oxy hóa của axit glutamic. Axit glutamic khi mà muốn loại bỏ nhóm amin thì nó sẽ sử dụng enzyme glutamate dehydrogenase. Và sau khi loại bỏ nhóm amin thì nó sẽ biến thành axit alpha cetoglutarate. Và các bạn thấy rằng gì? Enzyme này thì gì ạ? Hoạt động không hề tiêu tốn năng lượng, thậm chí nó có thể tạo ra năng lượng. Các bạn nhớ lại bài quá trình vận chuyển chuỗi điện tử đúng không ạ? Nếu như mà phân mà gì ạ? Coenzyme NAD này sau khi nhận hai phân tử gì ạ? Bạn Cao Việt Trinh các thứ sao cứ thấy vào xong lại ao ra luôn thế nhỉ? Gấm cũng thế nhỉ? Cao Việt Trinh gấm bảo nên sẽ cứ vào xong lại ao ra thế à? Không lại lúc sau lại yêu cầu vào là nào để các bạn không rời lớp nhé. Nếu như một số bạn của tôi đã ghi tên ở đây rồi, thứ nhất là không ghi tên lớp này, thứ hai là cứ vào xong lại ao ra thì Cao Thị Việt Trinh này vào xong lại ao ra, bạn gấm cũng tương tự như vậy. Xong một lúc sau lại yêu cầu cô mời vào là như nào ạ? Từ giờ đi cô sẽ không mời bạn nào vào đâu ạ, cô sẽ tích luôn cái danh sách ở đây ạ. Vâng, hiện nay mình có 69 người, là 68 người trừ cô đi. Cô sẽ không mời các bạn vào nữa đâu ạ. Cứ mà vào xong lại ra rất là mất thời gian. Như vậy các bạn nhớ là gì ạ? Acid glutamic thì đấy là axit amin duy nhất bị khử amin oxy hóa với tốc độ cao và nó có vai trò trung tâm liên kết giữa quá trình trao đổi và khử amin. Bạn nhìn cái tên axit amin này, axit glutamic sau khi loại bỏ nhóm amin nó sẽ biến thành axit alpha cetoglutarate. Và axit alpha cetoglutarate đây chính là axit alpha cetonic rất hay nhận nhóm amin của các axit amin khác. Và sau khi nhận nhóm amin của các axit amin khác thì nó lại trở thành axit gì các bạn? Glutamic. Đây là phản ứng gì? Thuận nghịch hai chiều. Như vậy là gì các bạn?
Nếu như các axit amin muốn loại bỏ nhóm amin của mình, nó có thể chuyển nhóm amin của mình sang axit alpha cetoglutarate này. Và axit alpha cetoglutarate này sau khi nhận nhóm amin, nó sẽ chuyển thành axit amin glutamate. Và axit amin glutamic này nó lại tiếp tục loại bỏ nhóm amin. Và như vậy người ta nói rằng đó là axit amin duy nhất bị sự khử amin oxy hóa với tốc độ cao, có vai trò trung tâm khử amin oxy hóa, và nó sẽ tiện khử amin oxy hóa hộ các axit amin khác nếu như muốn loại bỏ nhóm amin. Và như vậy thì người ta thấy rằng gì ạ, mối liên quan giữa trao đổi khử amin thì enzyme glutamate dehydrogenase là enzyme khử amin của axit glutamic, và nó hoạt động rất là mạnh. Lại bạn gầm với bạn bảo là cô đã nói rồi, tại sao cứ ra tôi lại vào lớp liên tục lá nào? Do mạng các bạn kém đấy cô ạ. Trời ơi, cứ ra vào liên tục như thế này thì rất là mất thời gian của cả lớp. Nó hoạt động rất là mạnh, có lợi mặt năng lượng. Trong khi đấy thì sao các bạn? Những enzyme khử amin oxy hóa của tất cả những acid amin thông thường ấy, thì hoạt động rất là yếu. Và nó luôn luôn, nếu như mà nó hoạt động thì nó luôn luôn sinh ra H2O2, đấy là một chất độc. Và chính vì như vậy, nếu như ứ đọng H2O2 thì nó sẽ gây độc tế bào. Và các bạn nhớ rằng enzyme glutamate dehydrogenase, đấy là enzyme dành riêng để khử amin oxy hóa của acid glutamic, nó đóng một vai trò trung tâm và nó giúp tất cả những acid amin khác khi muốn loại bỏ nhóm amin thì có thể chuyển nhóm amin của mình bằng phản ứng gì ạ, trao đổi amin sang acid alpha cetoglutarate. Và acid alpha cetoglutarate sau khi nhận nhóm amin sẽ biến thành acid glutamate, và glutamate nó sẽ đi khử amin oxy hóa. Vâng. Như vậy tóm lại cái phần này là gì ạ? Chuyển hóa của acid amin quan trọng nhất đấy là việc loại bỏ nhóm amin. Và việc loại bỏ nhóm amin nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là trao đổi amin. Cách thứ hai là khử amin oxy hóa. Phản ứng trao đổi amin thì là phần lớn các acid amin sẽ chuyển nhóm acid amin của mình sang acid alpha cetoglutarate, đây chính là acid alpha cetonic. Vâng. Và để mà gì ạ? Nó nhận nhóm amin. Và sau khi nhận nhóm amin thì nó sẽ biến thành acid glutamate. Vâng, là cách thứ nhất. Và hai enzyme hay dùng nhất trong quá trình gì? Trao đổi amin là enzyme gì ạ? AST, ALT. Và hai enzyme đấy muốn hoạt động được bắt buộc phải có sự tham gia của enzyme pyridoxine phosphate. Và coenzyme pyridoxine phosphate nó được đóng vai trò như là một cơ chất thứ hai trong cái phản ứng đấy. Vâng. Đấy là về cái trao đổi amin. Còn khử amin oxy hóa thì bạn lưu ý này, nó chia ra làm hai nhóm: khử axit amin, khử amin oxy hóa của các axit amin thông thường, và tổng mình có 20 axit amin. Thì 19 axit amin, nếu như lựa chọn cách khử amin oxy hóa thì bắt buộc phải lựa chọn cách khử amin oxy hóa thông thường. Và enzyme tham gia trong phản ứng đấy là enzyme oxidase. Và đây là một enzyme hoạt động rất là yếu và luôn luôn sinh ra một chất độc. Chính vì như vậy thì các acid amin khi mà muốn loại bỏ nhóm amin, phần lớn là nó sẽ không lựa chọn cách này, và nó sẽ khử gián tiếp bằng cách trao đổi amin với acid alpha cetoglutarate. Vì sao? Vì sau khi tạo ra acid glutamate thì acid glutamate nó sẽ dùng cái phản ứng khử amin oxy hóa để nó loại bỏ nhóm amin. Và tại sao nó có thể sẵn sàng làm như vậy? Vì lưu ý các bạn là gì? Acid amin này nó có một mình một enzyme riêng. Vâng, và nó hoạt động rất là mạnh và lại có lợi mặt năng lượng. Chính vì như vậy thì người ta nói rằng enzyme glutamate cùng với acid glutamate, enzyme glutamate dehydrogenase cùng với acid glutamate đóng một vai trò trung tâm tạo ra mối liên quan giữa hai quá trình trao đổi và khử amin của các acid amin. Và như vậy thì gì ạ? Dù bằng cách nào thì việc trao đổi amin hay khử amin oxy hóa, vâng, trao đổi amin dưới tác dụng của hệ thống enzyme transaminase hay là gì ạ, khử amin oxy hóa của acid glutamic dưới tác dụng enzyme glutamate dehydrogenase, nó cũng tạo ra một nhóm đấy là gì các bạn? NH3 hoặc là tích điện dương, đấy là NH4. Đấy chính là gì? Phân tử ammoniac. Nếu như cái sản phẩm này tích đọng trong cơ thể nhiều
nó sẽ gây độc đối với cơ thể. Chính vì như vậy, cơ thể mình phải có một quá trình khử độc, hay nói cách khác là nó lại tiếp tục loại bỏ cái sản phẩm khử amin, nhóm amin của các axit amin khi mà hết tác dụng muốn loại bỏ nhóm amin. Và NH4 đấy đã được vận chuyển chủ yếu đến hai mô cơ quan, thứ nhất là gan, thứ hai là thận, và phần lớn sẽ được vận chuyển đến gan, vâng, để tham gia tổng hợp ure. Bây giờ mình sẽ đi vào quá trình tổng hợp ure. Phần vừa rồi có ai hỏi gì không ạ? Phần trao đổi nhóm amin các bạn có ai hỏi gì không? Lúc mình vừa rồi cái phần đấy có ai hỏi gì không ạ các bạn? Chậm lại một tí cô ạ, nó hơi nhanh ạ. Vẫn đi nhanh ạ? Vâng. Thế trong phần rồi mình không cần phải nhắc lại phần nào không ạ? Có cái phản ứng, cô giảng lại cái phản ứng chuyển hóa từ glutamate sang alpha-ceto. Đây đúng không ạ? Vâng. Vâng, các bạn lý này. Khử amin oxy hóa thì nó, của các axit amin thì nó chia ra làm hai nhóm. Vâng. Nhóm thứ nhất là khử amin oxy hóa của các axit amin thông thường thì như cô vừa nói rồi. Nhóm thứ hai là khử amin oxy hóa của axit glutamic, đúng không ạ? Và axit glutamic thì muốn loại bỏ nhóm amin của mình thì chủ yếu nó sẽ lựa chọn cách khử amin oxy hóa. Vâng. Và sau cái dưới sự tác dụng của enzyme gì ạ? Glutamate dehydrogenase thì khử amin này nó chỉ có một bước thôi ạ. Axit glutamic muốn loại bỏ nhóm amin thì dưới tác dụng của enzyme này nó sẽ biến thành axit alpha cetonic mới. Vâng, đây là axit alpha cetoglutarate, và nó loại bỏ nhóm amin của mình. Và trong cái quá trình này vì là khử amin oxy hóa cho nên là gì các bạn? Nó sẽ loại bỏ hai phân tử hydro trong cái axit glutamic này sẽ được chuyển vào coenzyme hoặc là NAD hoặc là NADP. Và lưu ý các bạn là gì ạ? Coenzyme này như trước mình nói rồi, nếu như mà coenzyme NAD và NADP nó nhận hydro thì nếu như mà NAD thì NAD nó sẽ biến thành NADH2, nó sẽ mang hydro đấy đi gặp oxy để tạo ra nước. Như vậy nó tích lũy cho mình 3 ATP đúng không ạ? Còn nếu như nó chuyển vào NADP thì nó sẽ biến thành NADPH2. Và đây chính là một coenzyme tham gia quá trình tổng hợp axit béo như trước cô sẽ dạy. Và người ta thấy rằng gì? Axit glutamic đấy là axit amin duy nhất bị khử amin oxy hóa với tốc độ cao ở gan và có vai trò trung tâm của khử amin oxy hóa. Thế và như vậy thì chắc các bạn thắc mắc một điều này đúng không ạ? Vâng. Các bạn lý này, quá trình khử amin oxy hóa của axit glutamic nó cũng phải trải qua hai bước như này. Và bước đầu tiên nó cũng phải bị các bạn, nó cũng gì ạ? Loại bỏ hai phân tử hydro của nhóm gì? NH3 để biến thành gì? Axit imin. Tuy nhiên nhưng cái coenzyme tham gia trong cái phản ứng này này, đúng không ạ? Thì nó không phải là FMN mà nó lại là gì? NAD hoặc là NAD gì các bạn? NADP. Và cái phản ứng tiếp theo của axit glutamic này đấy là phản ứng thủy phân tự phát, cũng giống hệt như là gì ạ? Cũng giống hệt như các enzyme này. Và như vậy đây này, cái coenzyme NAD và NADP này nó sẽ nằm ở cái phần này. Vâng. Và nó khác, nếu như ở khử thông thường thì coenzyme của nó là gì các bạn? FMN. Nhưng của axit glutamic thì nó lại là gì? Vâng. Của axit glutamic là gì các bạn? Nó là NAD hoặc là gì các bạn? NADP. Các bạn hiểu ý cô nói chưa? Có nghĩa là gì ạ? Khử amin oxy hóa của axit glutamic nó cũng phải trải qua thì các bạn hai bước phản ứng. Tuy nhiên cái coenzyme tham gia trong cái phản ứng này không phải là gì? FMN mà nó là gì các bạn? NAD. Vâng, hoặc là gì? NADP. Và khi cái hydro nó chuyển vào NAD hoặc là NADP thì nó sẽ có nhiệm vụ là gì? Mang hydro đi gặp oxy và tạo ra năng lượng, hoặc nếu như là NADPH2 thì cái coenzyme đấy nó sẽ mang hydro dành cho một cái phản ứng khác có lợi cho cơ thể. Bạn hiểu ý này chưa? Có ai hỏi gì nữa không ạ? Vâng. Mình có hỏi gì tiếp không ạ? Như vậy là các bạn lưu ý là gì ạ? Cái enzyme khử amin oxy hóa là cơ chế hoạt động giống hệt nhau, nó cũng phải trải qua hai bước. Tuy nhiên nếu như khử amin oxy hóa của các acid amin thông thường thì coenzyme tham gia trong cái phản ứng đấy đấy ạ,
đấy là FMN. Còn riêng đối với axit glutamic, coenzyme tham gia lại là coenzyme gì? NAD đấy ạ, à, cái tên nó khác mà. Còn kia là enzyme là gì? L acid amin oxidase rồi. Và cái enzyme đấy là enzyme xúc tác phản ứng khử amin oxy hóa của 19 axit amin trong cơ thể. Còn riêng axit glutamic thì quên, cái enzyme đấy nó không có tác dụng và enzyme dành riêng cho nó đấy là enzyme glutamate dehydrogenase. Và chính vì như vậy thì nó mới có một vai trò gì? Trung tâm. Vâng. Vì là sao các bạn? Tất cả các axit amin nó đều lựa chọn cách trao đổi amin khi nó muốn loại bỏ nhóm NH3 của nó. Và nó trao đổi để nó chuyển nhóm amin của mình sang axit alpha cetoglutarate. Và như vậy sau khi axit alpha cetoglutarate nó nhận nhóm amin, nó sẽ biến thành axit glutamic. Và axit glutamic nó lại tiếp tục loại bỏ nhóm amin bằng cách khử amin oxy hóa. Và như vậy ta mới nói rằng gì ạ? Axit glutamic đóng một vai trò trung tâm, là một mối liên quan giữa trao đổi và khử amin và gián tiếp của các axit amin khác. Đấy, đấy chính là về ý nghĩa về cái phần enzyme này, axit này, các bạn hiểu chưa? Có hỏi gì nữa không ạ? Lớp mình có ai hỏi gì nữa không ạ? Được chưa ạ? Và mình đi tiếp về phản ứng tạo ure. Các bạn lưu ý này, phần lớn các axit amin khi mà muốn loại bỏ nhóm NH3 nó sẽ chuyển nhóm NH3 này sang axit alpha cetoglutarat, và axit alpha cetoglutarat nó sẽ biến thành gì các bạn? Axit glutamat. Vâng, và axit glutamat lại tiếp tục loại bỏ nhóm amin. Và lưu ý các bạn là gì ạ? Trong quá trình vận chuyển trao đổi đấy thì gì ạ? Nhóm amin đấy nó lại được gắn tiếp vào gì? Axit glutamate, có nghĩa là gì? Axit glutamate này, việc mà nó nhận thêm nhóm amin, nó đã tạo thành, nó đã giúp tất cả các axit amin khác khử. Và một cái điều quan trọng nữa là axit glutamate này nó còn có vai trò vận chuyển nhóm amin. Trong quá trình mà những nhóm amin loại bỏ từ các axit amin khác, và cái phản ứng này là phản ứng cần năng lượng. Và sau khi nhận nhóm amin thì nó sẽ biến thành gamma axit glutamin, và axit glutamin đấy nó sẽ mang cái nhóm amin này để làm sao các bạn, để chuyển đến gan và thận. Và như vậy bạn nhìn thấy rằng hôm trước mình học đấy đúng không ạ? Axit glutamin này là axit amin kiềm, vì sao các bạn? Nó chứa gì? Nó chứa hai nhóm amin này, một nhóm amin là ra đây các bạn tích điện đúng không ạ? Vâng, và chính đây là vì đây chính là cái dạng mà gì, nhận thêm nhóm amin của axit thì các bạn, glutamate và glutamic. Như vậy bạn nhớ này, NH3 sau khi được loại bỏ từ các quá trình trao đổi hoặc khử amin oxy hóa của các axit amin thì nó là một chất độc, nó không tự di chuyển trong cơ thể. Và NH3 đấy sẽ được gắn vào axit glutamic với hai bước phản ứng. Và axit glutamic đấy nó sẽ biến thành axit glutamin. Axit glutamin này nó sẽ mang nhóm NH3 đến hai mô cơ quan, chủ yếu là đến gan. Vâng, tại gan thì nó sẽ tham gia vào quá trình tổng hợp ure. Còn nếu như đến thận thì nó sẽ tạo ra muối amoni để đào thải ra ngoài trong nước tiểu. Và phần lớn là đến gan. Vì đây chính là một cái cơ chế của cơ thể mình để giữ lại nhóm amin, bảo toàn nhóm amin. Vì làm sao các bạn? Axit amin thì bạn biết mình có 20 axit amin thì mình tự tổng hợp được 10 axit amin. Còn 10 axit amin thì mình ăn ở bên ngoài vào. Và cái quá trình tổng hợp đấy thì đương nhiên là phải cần nhóm amin, và cách là để tạo ra ure chính là một cách để làm sao các bạn, nó bảo toàn nhóm amin cho cơ thể. Vì ure sau khi được tạo ra thì chỉ có khoảng 40 đến 45% được đào thải ra bên ngoài thôi, còn cơ thể sẽ giữ lại. Vâng, và như vậy thì gì, mình sẽ đi vào phần đầu tiên là gì ạ? Các phản ứng tạo ra ure. Quá trình tổng hợp ure ở gan ta gọi đấy là vòng ure. Tại sao ta gọi là vòng? Các bạn lưu ý này, vòng vì sao ạ? Là từ phản ứng đầu tiên sau một loạt phản ứng nó sẽ trả lại một cái chất mà đầu tiên của đi vào phản ứng đấy. Trước khi đi vào năm phản ứng của vòng ure thì các bạn lưu ý tôi vị trí này, vị trí tạo ra vòng ure chủ yếu là ở gan. Thực ra thì người ta dùng từ đấy thôi, nhưng trên thực tế thì hiện nay người ta cũng chưa tìm thấy cái vòng ure được tạo ra ở đâu cả, chủ yếu là được ở gan thôi. Và nguyên liệu
của cái vòng Urea hay tạo ra cái sản phẩm Urea này là nhóm NH3. Và bạn lưu ý đây, các bạn nhìn thấy cấu trúc của phân tử Urea nó có hai nhóm NH đúng không ạ? Thì NH2 thì một cái NH2 này sẽ lấy từ nhóm NH3, còn một cái nhóm này sẽ lấy từ axit aspartat. Thì em sẽ xem phản ứng đấy. Một cái phân tử carbon này thì lấy được CO2, và quá trình tổ hợp Urea này cần năng lượng là ba phân tử ATP và cần một ornithin để làm mồi. Bạn nhớ tôi này, cái phân tử ornithin làm mồi này sau qua trải qua năm phản ứng của vòng Urea nó lại trả lại ornithin này, và chính vì vậy nó có tên này là gì các bạn? Vòng Urea. Và đây là công thức của phân tử Urea, bạn nhớ cho rất là đơn giản dễ nhớ, vì cái công thức này trong quá trình các bạn trắc nghiệm đấy có một câu hỏi. Công thức sau đây là của chất nào, thì các bạn nhớ đây, công thức Urea rất là đơn giản, nó có hai nhóm amin, có một carbon và liên kết đôi với phân tử oxy. Đấy là về nguyên liệu và về tham gia tổ hợp Urea. Phòng Urea thì nó có 5 phản ứng. Phản ứng thứ nhất là tổng hợp carbamin phosphat từ CO2 với NH3 hoặc là tích điện dương là NH4 cộng. Enzyme tham gia phản ứng này đấy là carbamin phosphat xanh teta. Giờ bạn nhớ nhé, enzyme tổng hợp đuôi của luôn luôn có là gì các bạn? Xanh teta giờ. Phản ứng thứ hai là phản ứng vận chuyển. Vâng, vận chuyển ornithin đến gặp carbamin phosphat tạo ra citrulline, và như vậy tên enzyme này, ornithin này vận chuyển chất gì? Carbamin phosphat này, đuôi của enzyme vận chuyển là gì các bạn? Transferase. Vâng, viết tắt là OCT, được chưa? Vâng. Phản ứng thứ ba là phản ứng tổng hợp azino succinate nhờ enzyme azino succinate xanh teta giờ. Vâng. Và như vậy thì gì ạ? Citrulline nó sẽ kết hợp với axit aspartat tạo ra một chất mới là gì? Azino succinate. Enzyme xúc tác phản ứng là gì? Azino succinate xanh teta giờ là phản ứng thứ ba. Phản ứng thứ tư này, nhờ enzyme phân cắt ly AG nó sẽ phân cắt cái phân tử gì các bạn? Vâng, azino succinate thành hai phân tử arginine và fumarate. Vâng, và enzyme phân cắt ở đây là gì? Azino succinate ly AG. Vâng, đuôi của enzyme phân cắt trước mình đã học về enzyme rồi, đúng không ạ? Phản ứng thứ năm là phản ứng thủy phân. Sau khi tạo ra arginine rồi thì nó sẽ gì ạ? Dùng một phân tử nước, vâng, để thủy phân arginine tạo ure và quay trở lại cái chất ban đầu. Như vậy bạn nhìn này. Vâng. Cái phản ứng thứ nhất thì tạo ra carbamin phosphat, nhưng từ phản ứng thứ hai này, phân tử ornithin nó sẽ đi vào từ phản ứng thứ hai đúng không ạ? Trải qua bốn phản ứng. Vâng, nó sẽ tạo ra ornithin, các bạn nhớ đúng không? Các bạn nhớ lại cái phần mà cái chu trình citric đúng không ạ? Vâng. Người ta gọi là chu trình vì bốn phản ứng sau, từ phản ứng thứ hai đến phản ứng thứ năm này, đấy chính là một vòng tròn. Sau bốn phản ứng thì cái phân tử ornithin mồi lại trả lại cho nó thành gì? Ornithin ban đầu. Nên ta mới gọi đấy là gì các bạn? Vòng ure, với lý do như vậy. Cần phải đi từng phản ứng. Bạn nhìn đây. Phần tôi vẽ phần này, đây chính là ti thể tế bào gan. Và như vậy thì năm phản ứng 1, 2, 3, 4 và 5, hai phản ứng đầu tiên nằm ở ti thể tế bào gan. Từ phản ứng thứ ba, thứ tư và thứ năm nằm ở bào tương tế bào gan, để bạn nhớ nhé. Có 5 phản ứng thì phản ứng thứ nhất, phản ứng thứ hai là xảy ra trong ti thể tế bào gan. Phản ứng thứ ba, thứ tư, thứ năm là nằm ở bào tương tế bào gan. Vâng. Và phản ứng này tiêu tốn 3 ATP. 2 ATP là dành cho phản ứng tổng hợp carbamin phosphat. 1 ATP là dành cho phản ứng thứ ba là phản ứng tổng hợp. Và như vậy bạn nhìn này, tên của các phản ứng tổng hợp, nhưng trước cô nói enzyme tổng hợp bao giờ cũng cần năng lượng đúng không ạ? Đấy, xanh teta giờ đây sử dụng 2 ATP, đây cũng là gì? Xanh teta giờ cũng sử dụng gì? ATP. Vâng, và đây các bạn nhìn này, đây cái vị trí của nhóm NH4 nằm ở đây. Vâng, sau khi biến thành citrulline thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Và cái nhóm axit amin aspartat đây, nó sẽ mang nhóm gì? Amin thứ hai. Vâng. Và bắt đầu thấy hình thành phân tử ure ở đây chưa? Vâng. Đấy, phân tử ure đấy. Đấy. Đây một cái này, một cái phần này là lấy từ axit gì? Aspartat.
cái phần to này là cổ phân tử thì đây các bạn, carbamin phosphat. Và phản ứng thứ ba thì nó nhận axit aspartat. Nhưng phản ứng thứ tư, vâng, phân cắt thì nó làm sao các bạn? Nó lại gì ạ? Nó lại tạo ra axit fumarat. Phản ứng cuối cùng là phản ứng thủy phân, vâng, phân tử nước, phân tử nước và enzyme là oxidase để nó thủy phân phân tử ure đây ạ. Vâng, đây ure đây và tạo ra phân tử ure đây. Như vậy, bạn nhớ cho này, cái chu trình ure hay vòng ure nó có 5 phản ứng. Phản ứng thứ nhất, phản ứng thứ hai là ở trong tế thể, phản ứng thứ ba, thứ tư, thứ năm là nằm ở ngoài bào tương. Và hai phản ứng tổng hợp là phản ứng thứ nhất, phản ứng thứ ba nó sử dụng 3 ATP. Và như vậy các bạn lưu ý này, vị trí thứ ba axit aspartat nó sẽ đi vào. Vị trí thứ tư, phản ứng thứ tư axit fumarat nó sẽ đi ra. Và bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu xem aspartat lấy từ đâu và fumarat sẽ đi đâu. Vâng. Còn đương nhiên cái vòng ure này thì mình sẽ viện nó là cái vòng để loại bỏ những H4 thôi. Mình sẽ đi tiếp. Và trước khi đi tiếp phần vào cái mối liên quan hay tìm hiểu axit aspartat lấy từ đâu và fumarat lấy từ đâu thì bạn lưu ý cùng một số điều như sau. Vâng. Năng lượng tổng hợp ure thì là tiêu tốn 13 ATP. Và sự bài tiết nitơ dưới dạng ure tiêu tốn khoảng 15% năng lượng thải hóa của các axit amin. Như vậy các bạn lưu ý là gì? Axit amin khi mình ăn vào thì nó cũng tạo ra năng lượng. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng gì? Sau khi tạo ra năng lượng của mình thì nó lại tiêu tốn luôn cái năng lượng của chính cái việc tạo ra đấy để dành cho quá trình tạo ra ure. Và như vậy thì đấy một điều chứng minh là gì các bạn? Ăn thịt. Vâng, đặc biệt là ăn thịt tí thịt gà lườn thì sẽ có tác dụng làm sao đấy các bạn, giảm cân đúng không ạ? Thì việc mà từ cái protein mà tạo ra axit amin đó đã có quá trình tiêu hóa và quá trình tiêu hóa đấy bắt buộc phải cần năng lượng. Không tiếp tục là gì, axit amin nó thoái hóa thì nó tạo ra năng lượng mà lại tiếp tục tiêu tốn năng lượng nữa. Nên là vì các bạn thấy với những người mà tập cơ bắp ấy, người ta hoặc là những người giảm cân ấy, thì cái nhóm mà người ta cần giảm nhất là nhóm tinh bột đúng không ạ? Vâng, cái nhóm tinh bột thì người ta hạn chế ăn tinh bột để người ta ăn những nhóm khác. Đặc biệt là ta sẽ ăn tăng cường thịt. Rồi mình sẽ sang tiếp tục. Vâng, đây. Ở và lý này, đây chính là chu trình ure đúng không các bạn? Vâng. Phản ứng thứ ba thì axit aspartat nó sẽ đi vào. Và phản ứng thứ tư thì fumarat nó sẽ đi đâu? Và người ta thấy rằng gì? Cái chu trình ure này nó liên quan chặt chẽ với chu trình Krebs. Các bạn lưu ý mà. Bạn nhớ lại chu trình Krebs. Chu trình Krebs nó có một yếu tố quan trọng đấy là gì các bạn? Nó sẽ tạo ra các sản phẩm trung gian. Điều thứ hai là gì ạ? Chu trình Krebs nó có 8 phản ứng thì tất cả vị trí các phản ứng của chu trình Krebs có thể nhận bất cứ một cái axit amin nào đi vào. Nó không bắt buộc đi từ đầu. Có nghĩa là gì ạ? Cần cái sản phẩm trung gian nào thì sẽ đi ra được cái phản ứng đấy. Hoặc là nếu như mà thừa cái sản phẩm nào cần tham gia tiếp tục thoái hóa thì nó sẽ tiếp tục đi vào chu trình Krebs. Đây chính là ví dụ đặc biệt của chu trình ure. Sau khi phản ứng thứ tư của chu trình ure tạo ra fumarat. Thì fumarat, vâng, nó sẽ biến thành malat và từ malat nó sẽ biến thành oxaloacetat. Vâng. Và tiếp tục oxaloacetat nó sẽ sử dụng phản ứng gì các bạn? Oxaloacetat nó sử dụng phản ứng trao đổi amin thì nó biến thành gì? Axit aspartat. Và như vậy chính cái fumarat này là gì ạ? Nó sẽ là phản ứng thứ 6 và phản ứng thứ 7 của chu trình Krebs. Sau khi mà phản ứng thứ tư của vòng ure nó sẽ tạo ra fumarat thì fumarat nó sẽ tiếp tục đi vào cái để thực hiện phản ứng thứ sáu trong chu trình Krebs để tạo ra gì, malat. Và malat nó sẽ biến thành gì, oxaloacetat. Và nếu như chu trình ure nó cần axit aspartat thì nó sẽ trao đổi amin, vâng, để với axit glutamat để tạo ra axit gì, aspartat và alpha gì, cetoglutarat. Và đây chính là chiều ngược lại đây, chiều lại của enzyme thì AST đây đúng không ạ? Nếu như axit aspartat nó muốn lại bỏ nhóm amin của mình thì chuyển sang axit này, nhưng ở đây tôi lại đang cần gì đây các bạn? Axit thì các bạn aspartat. Và như vậy thì oxaloacetat nó sẽ nhận nhóm amin của axit gì, glutamic, nó sẽ chuyển sang axit gì, aspartat. Vâng, và đây chính là mối liên quan giữa thì chu trình ure và chu trình Krebs. Những cái trong cơ thể mình thì gì luôn luôn có mối liên quan chặt chẽ giữa tất cả các quá trình chuyển hóa trong cơ thể.
Những phản ứng của cái chu trình này cũng có thể là bắt nguồn từ một sang một cái chu trình khác. Chính là folat đây chính là cái nguồn để mà tạo ra axit gì, aspartat. Đấy, đấy chính là mối liên quan. Vâng. Folat thì đi tiếp tục phản ứng thứ 6, phản ứng thứ 7. Nhưng oxalat nó không đi đến cùng, nó sẽ lại trao đổi amin để tạo ra gì, axit aspartat. Aspartat lại mang cái nhóm thì amin để đi vào phản ứng thứ 3 để tham gia tổng hợp với các bạn. Ure. Ure này nó có một nhóm là gì? Lấy từ NH3 và một nhóm này làm sao các bạn? Lấy từ nhóm gì ạ? Một nhóm từ axit gì? Aspartat. Và người ta thấy rằng gì các bạn? Chu trình ure để làm sao các bạn? Cung cấp fumarat cho chu trình axit citric. Và oxaloacetat trong chu trình axit citric sẽ tham gia phản ứng trao đổi amin với axit glutamat là tạo ra gì các bạn? Tạo ra axit aspartat và alpha cetoglutarat. Và axit aspartat lại phản ứng tiếp tục trong ure. Và đây chính là cái vị trí then chốt để phụ ở viện trong quá trình gì trao đổi và phòng ure và chu trình GNRH và vai trò đóng vai trò trung tâm đấy chính là thì các bạn oxaloacetat. Vâng, sẽ trao đổi amin để nó tạo ra cái sản phẩm là gì, axit aspartat. Vâng, trong cái quá trình gì? Loại bỏ nhóm NH3. Bây giờ mình sẽ sang cái phần diện vận chuyển nhóm carboxin hay là loại bỏ nhóm carboxin của gì, các axit amin. Tuy nhiên các bạn nhớ rằng này, việc loại bỏ nhóm carboxin thì đôi khi không phải là nó bắt buộc phải loại bỏ, mà việc loại bỏ đấy thì diện nó muốn tạo ra những cái gì, amin sinh học mới trong cơ thể. Vâng, các axit amin thì một số axit amin nó sẽ loại bỏ nhóm carboxin hay nhóm CO2 để nó tạo ra các amin sinh học. Và lưu ý các bạn là gì, enzyme tham gia xúc tác loại bỏ nhóm carboxin có tên là decarboxylase. Coenzyme, đấy là coenzyme E hay chính là vitamin B6. Và sau khi loại bỏ nhóm carboxin thì axit amin nó sẽ chuyển thành gì, các amin sinh học. Như vậy là gì các bạn, nó vẫn chứa nhóm bên đây các bạn, nhóm amin. Vâng, như vậy bạn nhớ nhé. Được loại bỏ nhóm carboxin trong cơ thể mình, đối với axit amin chủ yếu để là gì các bạn, để tạo ra các amin sinh học. Còn tuy nhiên là gì các bạn, việc loại bỏ nhóm amin đấy là bắt buộc sau khi axit amin mất tác dụng. Còn việc loại bỏ nhóm carboxin đấy là gì, cần thiết, chứ không phải là tất cả các axit amin khi hết tác dụng là phải đồng loạt loại bỏ nhóm carboxin. Nó khác cái việc loại bỏ nhóm amin. Vâng. Axit amin chủ yếu đấy là gì, là cái việc mà hết tác dụng nó phải loại bỏ nhóm amin. Còn loại bỏ nhóm carboxin này, đây là một quá trình về sinh lý cần thiết cho cơ thể để tạo ra các amin sinh học. Vâng. Một số axit amin sinh học thì quan trọng, ví dụ như axit glutamic sẽ tạo ra gì, gamma amino butyric acid hay là GABA, thì sẽ là các bạn đi lâm sàng, các bạn học độ. GABA đấy là một chất mà nó sẽ liên quan đến cái dẫn truyền thần kinh của tế bào não đấy ạ. Và như vậy thì gì ạ? Trong cơ thể mình luôn luôn cần thiết phải tạo ra cái GABA này để nó sẽ làm sao, nó sẽ giúp kích thích tế bào não hoạt động tốt hơn, hoặc là dưới tác dụng của gì, một số enzyme, một cái gì, một enzyme monoamino oxidase thì nó sẽ tạo ra các axit amin, nó sẽ tạo ra các axit cetonic và nó lại tiếp tục khử để tạo ra các axit hữu cơ mới. Vâng. Tuy nhiên bạn nhớ này, cái việc chuyển hóa nhóm carboxin thì mình cần lưu ý một cái gì? Mỗi một axit amin khi nó loại bỏ nhóm carboxin thì nó sẽ tạo ra một cái amin sinh học mới. Tuy nhiên thì cái phản ứng này không bắt buộc xảy ra với toàn bộ các axit amin. Phản ứng này cũng không bắt buộc xảy ra là bắt buộc là sau khi axit amin hết tác dụng mà bắt buộc phải loại bỏ nhóm carboxin này. Vâng. Và chỉ một số axit amin nó cần tạo ra những amin sinh học cần thiết cho cơ thể thì nó mới loại bỏ nhóm carboxin mà thôi. Hoặc là nó sẽ lựa chọn cách thứ hai để tạo ra các axit hữu cơ mới cho cơ thể. Chứ nó không có là để bắt buộc loại bỏ như loại bỏ nhóm amin. Còn việc loại bỏ nhóm amin đấy là bắt buộc trong quá trình gì, axit amin hết chức năng. Còn việc tạo ra các amin đấy là việc cần thiết đối với cơ thể. Đấy là về cái chuyển hóa nhóm amin và nhóm carboxin. Và như vậy thì mình đã xong cái con đường thoái hóa chung. Con đường thoái hóa chung là gì? Là con đường thoái hóa nhóm amin hoặc là loại bỏ nhóm carboxin hoặc là chuyển hóa nhóm carboxin. Và cái việc mà chuyển hóa nhóm amin đấy là bắt buộc đối với các axit amin sau khi nó hết tác dụng. Và việc loại bỏ nhóm amin nó có hai con đường. Con đường thứ nhất là trao đổi amin, con đường thứ hai là khử amin oxy hóa, và con đường trao đổi amin là chung cho tất cả 20 axit amin.
và enzyme tham gia xúc tác là enzyme aminotransferase. Và hai enzyme có ứng dụng nhiều trên lâm sàng là enzyme AST và enzyme ALT. Và cô đã nói ở phần đầu rồi. Việc khử amino hóa thì bạn nhớ cho cô nhé, nó sẽ chia ra làm hai nhóm, gọi là hai nhóm nhưng mà thực chất là gì ạ? 19 acid amin nó sẽ là phải đi theo là khử amin oxy hóa thông thường dưới sự tham gia của enzyme L-aminooxidase. Mà cái phản ứng này thì nó có hai bước. Bước thứ nhất là dưới tác dụng enzyme này thì acid amin nó sẽ tạo thành acid imin, và coenzyme tham gia trong cái phản ứng này là coenzyme FMN. Và việc tham gia của enzyme này sẽ luôn luôn tạo ra một chất độc đối với cơ thể, đấy là H2O2. Vâng, tuy nhiên thì trong cơ thể mình cũng có những nơi bắt buộc trong những điều kiện hoàn cảnh nhất định vẫn phải tham gia phản ứng này. Và sự có mặt của H2O2 sẽ được enzyme catalase, nó sẽ thủy phân thành nước và oxy, vậy sẽ hạn chế độc. Vâng. Và khử amin oxy hóa của axit amin glutamic. Axit glutamic thì việc khử amin oxy hóa của nó cũng phải trải qua hai bước. Tuy nhiên thì cái phản ứng đầu tiên thì enzyme xuất phát của nó là enzyme glutamate dehydrogenase. Và coenzyme tham gia trong cái phản ứng này đấy là coenzyme gì ạ? NAD hoặc là NADP, và như vậy axit glutamic đã đóng vai trò trung tâm để giúp các axit amin loại bỏ nhóm amin. Và sau khi loại bỏ nhóm amin rồi thì axit amin nó sẽ gì ạ? Đi vào đâu thì mình sẽ nghiên cứu sau, nhưng các bạn nhớ là gì ạ? Việc mà tạo ra nhóm amin đấy nó luôn luôn tạo ra một chất độc đối với cơ thể, đấy là nhóm NH4. Vâng, nhóm NH4 đấy thì nó sẽ được vận chuyển về hai mô cơ quan gan và thận. Trong quá trình vận chuyển đến hai mô cơ quan đấy thì nó sẽ lại được gắn vào axit glutamic. Axit glutamic sau khi nhận thêm nhóm amin của các axit amin loại bỏ thì nó biến thành axit glutamin, và nó sẽ vận chuyển gì ạ? Đến gan và thận. Tại gan thì nó sẽ tham gia tổng hợp ure, và tại thận nó được đào thải ra bên ngoài dưới dạng muối amoni. Vâng. Và như vậy là gì các bạn? Vòng ure chính là một cái quá trình để loại bỏ nhóm amin. Các bạn nhớ nhớ, chủ yếu là xảy ra ở gan, nó có 5 phản ứng. Vâng. Và các bạn nhớ là gì? Đây chính là một cái ứng dụng trên lâm sàng ạ. Với những bệnh nhân thì làm sao các bạn? Bệnh nhân mà gan mà kém nhạc thì ure nó xuống rất là thấp. Tuy nhiên thì bạn nhớ rằng ure nó phụ thuộc vào nguồn về nguồn thức ăn, cho nên là chỉ khi mà giá trị ure dưới 2 mmol trên lít thì lúc đấy tế bào gan nó bị suy yếu rất là nhiều. Nên là gì, các bạn thấy ure nó phụ thuộc vào nguồn thức ăn, mình ăn nhiều đạm ure nó sẽ tăng, mình ăn ít đạm ure nó sẽ giảm. Và ure thì ngoài cái việc mà được tạo ra ở gan sẽ lưu thông trong máu, thì lưu ý các bạn là gì ạ? Khi mà lưu thông trong máu thì nó sẽ đào thải qua thận. Và đối với một số bệnh nhân bị thận thì ure nó sẽ tăng, nhưng bạn nhớ là ure nó tăng nó không phụ thuộc vào nguồn thức ăn nữa ạ. Cho nên là gì ạ? Sau này ure cũng là một trong những xét nghiệm ngoài việc đánh giá chức năng gan thì người ta đánh giá chức năng thận, và chủ yếu là người ta dùng đánh giá chức năng thận thôi, còn chức năng gan thì người ta ít sử dụng lắm ạ. Sau này học đến mày hóa sinh gan bạn sẽ thấy rằng mình sẽ có nhiều cái cách đánh giá gan nó nhanh hơn, vì chỉ khi mà ure nó giảm dưới 2 mmol trên lít thì lúc đấy tế bào gan của mình nó bị hình lại nặng ạ. Chứ còn khi mà ure nó cứ lơ lửng 2,5 hay 3 vân vân thì đầy người bị ure không phụ thuộc vào một thức ăn. Mình ăn nhiều thịt, nhiều đạm thì cái sản phẩm ure nó mới nhiều. Còn mình ăn ít thịt, ít đạm, ure nó rất là thấp. Hoặc là những người có thai hoặc những em bé thì ure nó rất là thấp. Vâng. Tuy nhiên thì ure là một chất được lọc, được bài tiết qua thận. Và qua thận thì nó sau khi lọc được tái hấp thu khoảng 45 đến 50%. Còn 50% thì được bài tiết qua thận. Cho nên là khi mà chức năng thận, thận quan trọng đây là chức năng lọc. Nếu như nó không lọc được ấy, thì nó sẽ ứ đọng ở trong cơ thể, ure tăng cao là một trong những xét nghiệm đánh giá chức năng thận. Là về cái phần mà nhóm amin, còn chuyển hóa nhóm carboxy, nếu bạn lưu ý lại cái quá trình chuyển hóa này thì không phải là cứ hết chức năng mới phải loại bỏ. Việc chuyển hóa nhóm carboxy cũng rất cần thiết đối với cơ thể, vì nó cần thiết phải tạo ra những amin sinh học cho cơ thể. Đi sâu vào một từng loại acid amin thì khi nào cơ thể cần cái amin sinh học nào thì cơ thể mình sẽ chuyển loại bỏ nhóm carboxy. Và như vậy thì mình đã xong cái phần thoái hóa chung của các axit amin. Và sau khi thoái hóa chung như vậy thì mình sẽ đi vào con đường thoái hóa riêng biệt. Hay người ta nói cách khác là số phận không carbon của axit amin. Thì sau khi mất nhóm amin thì các axit amin sẽ chuyển sang các sản phẩm như là pyruvate, như là oxaloacetate, như là alpha acetoglutarate, hoặc sẽ biến đổi thành acetin benzyl A, succinyl benzyl A. Và những sản phẩm này có thể đi vào chu trình axit citric hoặc tiếp tục thoái hóa hoàn toàn đến CO2 và nước, hoặc là tham gia tổng hợp glucose, hoặc là tạo các thể citric. Và đây là sơ đồ.
Bạn nhìn thấy những cái phần mà cô bôi màu tím này chưa? Màu tím. Cái phần màu tím này là người ta phần lớn là những cái acetamin này ta nói là việc nó đi theo con đường chuyển hóa của đường glucogenic, và còn những phần còn lại màu xanh nó tạo ra các thể cetonic, những phần tím này, những phần màu tím này, và các bạn lưu ý này, nó sẽ đi theo con đường chủ yếu là thể để đi theo con đường chuyển hóa của đường. Và như vậy thì các bạn lưu ý là gì ạ? Có 20 acetamin thì nó có rất nhiều cách đi khác nhau, và có những acetamin nó có thể rất nhiều lựa chọn khác nhau. Tùy theo từng hoàn cảnh điều kiện, tùy theo từng quá trình chuyển hóa trong cơ thể nó có rất là nhiều lựa chọn khác nhau. Tôi sẽ nhìn theo ví dụ như tôi tập đẹp vâng. Ví dụ như tryptophan có những lúc nó sẽ biến thành gì? Axit pyruvate. Có những lúc nó sẽ biến thành gì các bạn? Acetylenzima. Nếu như tryptophan nó thành acetylenzima thì nó sẽ đi tham gia tổng hợp gì? Các thể cetonic và cetonic. Còn nếu như hoặc là có thể biến thành citrate, nhưng chủ yếu là gì? Nếu như đi theo con đường màu xanh này thì nó sẽ đi ra tổng hợp gì? Chủ yếu là thành các thể cetonic. Nhưng nếu như đi, nếu như mà tryptophan nó đi theo con đường màu tím này thì nó sẽ đi vào chu trình gì? Axit citric. Và như vậy nó sẽ tạo ra gì? Năng lượng cho cơ thể. Vâng. Tại sao ta bôi màu tím thì tryptophan nó sẽ biến thành axit pyruvate? Pyruvate này nó sẽ bị tham gia trong phản ứng cuối cùng của quá trình đường đó. Con đường đường phân qua 10 phản ứng sẽ tạo thành axit pyruvate. Pyruvate nó sẽ biến thành gì các bạn? Acetylenzima hoặc là gì? Trao đổi thành oxaloacetate. Thì nó sẽ đi tham gia trong cái chu trình axit citric. Vâng, như vậy các bạn lưu ý về số phần khung carbon. Các bạn chỉ cần nhớ cho tôi là gì ạ? Sau khi nhóm amin thì các axit amin sẽ chuyển thành các sản phẩm. Các sản phẩm đấy sẽ tiếp tục tạo ra các thể cetonic hoặc là đi vào đốt cháy trong chu trình axit citric. Và một axit amin nó có thể có đi theo một con đường hoặc có thể đi theo rất nhiều con đường. Nó sẽ chia ra như sau. Năm axit amin chủ yếu tạo ra axit pyruvate đấy là axit glycine, alanine, cysteine, serine và threonine. Hai axit amin rất hay tham gia tạo ra oxaloacetate đấy là gì? Aspartat và aspartazin. Năm axit amin tạo ra alpha acetoglutarate đấy là glutamic, glutamine, arginine, histidine và choline. Bốn axit amin hay biến đổi thành xuất sinh enzyme đấy là valine, isoleucine, threonine và methionine. Năm axit amin sẽ biến đổi thành gì? Acetylenzyme đấy là leucine, lysine, tryptophan, phenylalanine và tyrosine. Như vậy thì đây chính là sơ đồ số phận khung carbon của acetamin. Và lý cho cô giáo như vậy. Ngoài ra thì một số acetamin nó sẽ tham gia trong quá trình tân tạo đường. Người ta thấy rằng gì ạ? Ở những bệnh nhân đái tháo đường tụy, khi đưa một số acetamin vào thì cơ thể sẽ tăng đào thải glucose ra nước tiểu. Vâng. Và ngoài năm acetamin như cô vừa nói, nó còn có thêm những acetamin khác như arginine, histidine, choline, glutamine, glutamic, methionine, valine, aspartazine và aspartat. Hoặc là trên thực nghiệm đã thấy rằng gì? Một số acetamin sẽ tham gia tổng hợp thì thể cetonic. Vâng. Ví dụ như là phenylalanine, tyrosine, tryptophan, isoleucine và lysine. Về câu hỏi bài này thì bạn lưu ý cho cô này, trình bày được quá trình khử amin oxy hóa và trao đổi amin liên quan tới quá trình trao đổi và khử amin oxy hóa, viết được công thức sơ đồ tên enzyme và coenzyme. Phần thứ hai là trình bày được quá trình tạo ure, sự liên quan giữa chu trình ure và axit citric. Như vậy bạn nhớ này, cái phần bài này mình chủ yếu là ở phần trao đổi amin thôi, còn loại bỏ nhóm CO2 hoặc là số phận khung carbon thì cũng không liên quan nhiều đến trong cái bài kiểm tra của bạn, cũng nằm như là nằm trong nhóm câu hỏi của bạn trong này đâu ạ. Vâng. Lớp mình lưu ý này, sang tuần sau hoặc là tuần sau nữa mình sẽ có một bài kiểm tra giữa kỳ. Vâng. Nội dung môn tập của cái phần kiểm tra giữa kỳ nằm trong những phần sau này, các bạn lấy giấy đi vào nhé. Vâng. Bài đầu tiên đấy là bài hóa học acetamin, protein và enzyme, năng lượng sinh học và sự phosphorylation oxy hóa và hóa học và chuyển hóa oxit. Như vậy là cái phần mà mình ôn tập kiểm tra giữa kỳ sẽ nằm trong hai buổi giảng. Đầu tiên là một buổi giảng của cô và một buổi giảng của cô Ngọc ạ. Cô sẽ có hai bài hóa học acetamin, protein và enzyme và năng lượng sinh học.
Còn phần của cô Ngọc thì là hóa học và chuyển hóa hương xít, các bạn nhớ ghi vào. Mình có thể kiểm tra tuần sau hoặc tuần sau nữa. À, thôi được rồi, mình sẽ lùi lại một tuần sau nữa các bạn nhé. Tuần này là tuần này mình đang tuần 4. Tuần 4 của quá trình học. Wow. Cô Cái có thể định đọc lại không ạ? Mà em có bị lag có chưa nghe được gì ạ? à, về ôn tập kiểm tra đúng không em? Phần ôn tập kiểm tra mình sẽ kiểm tra vào tuần thứ 6, tức là tuần 4 đúng không ạ? Tuần sau thì cô Ngọc sẽ dạy cho các bạn cho các bạn này. Tuần sau nữa đến buổi của tôi thì tôi sẽ kiểm tra, có gì kiểm tra như nào thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Có thể câu hỏi sẽ là được chuyển cho các bạn trên cái phần mềm mới, phần mềm câu hỏi của nhà trường ấy ạ. Cái phần mềm kiểm tra hiện nay là đang triển khai nên là nó hơi bị trục trặc chút. Câu hỏi thì sẽ nằm trong hai cái buổi giảng đầu tiên, là như vậy là nằm trong ba bài. Bài thứ nhất là hóa học axit amin protein enzyme, năng lượng sinh học và sự phosphorylation oxy hóa, và đấy là buổi giảng của tôi là buổi đầu tiên. Và buổi thứ hai của cô Ngọc đấy là hóa học và chuyển hóa glucid, được chưa? Các bạn đã hỏi Cô ơi, về cô làm ơn cho em hỏi với ạ. À, là thi theo hình thức trắc nghiệm hay tự luận ạ? thi theo trắc nghiệm em ạ. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Nói chung là cũng đơn giản thôi, có ba bài thôi. Tất cả bây giờ mình sẽ đi theo trắc nghiệm hết các bạn ạ, không thi theo tự luận đâu. Làm thế cho nó đơn giản, cho các bạn được điểm cao, cho bạn phấn khởi. Thư tự luận thì nhiều khi các bạn viết sai, ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ như là gì ạ? Tên enzyme các bạn viết hay viết nhầm, ví dụ như là gì? Nếu như các bạn dùng cái răng Samina rồi thì là đủ rồi. Nhưng mà chẳng hạn hoặc là nếu như các bạn dùng gì amino transferase rồi. Đấy. Nhiều khi bạn viết những này amino transaminase rồi, như là viết sai, giống như là viết sai nhầm hai lần. Đấy. Còn đối với phần thi trắc nghiệm thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Có thể là các bạn chỉ cần nhớ những công thức, những tên enzyme, coenzyme thôi ạ. À. Nhưng bạn nhớ nhé, cái phần này thì chủ yếu nằm trong cái phần thoái hóa và trao đổi nhóm amin thôi. Và quá trình ure thôi. Còn cái việc mà loại bỏ nhóm carboxin hoặc là số phận khung carbon thì chắc chắn sẽ không hỏi đâu ạ. Chuyện đấy nó cũng rất là khó. Và cũng các bạn không cần thiết phải nhớ nhiều, các bạn bác sĩ răng để đi vặt răng là chính đúng không ạ? Và lưu ý này, như hôm trước mình đã nói thống nhất với nhau rồi đúng không ạ? Vâng, mình phải ghi tên lớp. Như hiện nay tôi thấy rất là nhiều bạn không ghi tên lớp, ví dụ sáng lúc nay mà mời các bạn vào lớp tôi thấy rất là chỉ sơ sơ là đến đến tận gần 30 bạn ạ. Ví dụ như bạn Phượng này, bạn Huyền này, Cao Việt Trinh này, Lộc này, rồi một số bạn Tùng Duy vân vân đấy ạ. Vâng, thì lưu ý các bạn gì ạ, mình phải ghi tên lớp cho cô giáo để tránh cái trường hợp là có những người lạ ở ngoài vào mình không kiểm soát được, vì thực chất là cái phần công nghệ cô nó cũng chỉ là đến giảng bài thôi các bạn. Nhưng trước công bạn là vào lớp đấy thì các bạn cũng nói là người loại trừ tên mà các bạn biết rồi, lớp mình rất là đông, hai lớp là 60 mấy người rồi, cũng thêm 10 mấy bạn học lại nữa thành 70 mấy người, rất là đông, nên cái việc mà loại hay như thế nào rất là khó. Vâng, nên đề nghị các bạn nhớ rút kinh nghiệm. Còn những bạn học lại đi ạ. Vâng, những bạn học lại tôi thấy chả một bạn nào ghi tên lớp cả, ví dụ như một số bạn học lại như bạn Hà, bạn Lộc, vâng, ghi mỗi tên của mình không thôi. Bạn chỉ cần đánh thêm cho cô là dự sang cả mặt 24, sang mặt 22 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì như vậy là việc thì việc mà điểm danh các bạn rất là nhanh, vì lớp sang hàm mặt, lớp sang hàm mặt 05, 25, 01, 02 là có các bạn lớp trưởng giúp cô rồi. Còn những các bạn lẻ học lại thì các em làm sao biết được là mình là lớp nào. Như vậy thì chẳng hạn như mất nhiều bạn sang hàm mặt 24, 03, 01 thì đi các bạn lần sau rút kinh nghiệm và đánh luôn cho cô cái tên vào. Vâng. Đánh luôn tên vào như vậy thì để làm sao để cho cô dễ dàng cô kiểm soát được, nó nhanh hơn, thì các bạn có rất là ít thôi. Cho câu hỏi này, Mùi Phương Linh và Trần Thị Ngọc Nhật đăng ký học lớp buổi sáng đã có mặt chưa nhỉ? Em có rồi ạ. Vâng, bây giờ mình sẽ bật hết màn hình lên xem. Nào cô. Vâng. Rồi. Bạn lưu ý nhé, lần sau mình để sư Phạm Thị Hải Yến này, chả biết lớp nào Phạm Thị Hải Yến lớp nào em, lại còn đang tắt mic này. Phạm Thị Hải Yến này, mic không có này, rồi màn hình là để trắng trơn này. Em có ghi lớp đằng sau tên của ạ. Hải Yến mà.
mấy cũng tắt mà tất tần tật cũng tắt hết này. Hôm trước là mình đã quy ước với nhau rồi là mình phải để mình bật màn hình lên chứ. Hoàng Phương Anh này, Hoàng Phương Anh tắt màn hình tối đen này, Phương Anh này. Cao Việt Trinh, mạng của mình làm sao hôm nay cứ ra ra vào vào liên tục chứ. Cao Việt Trinh từ lúc đấy cô mời Cao Việt Trinh đến hàng mười mấy lần rồi. Lê Ngọc Ánh này cũng không thể mặt mũi đâu này, Nguyễn Công Tiến này, Lê Ngọc Ánh này. Mà Nguyễn Công Tiến đâu ạ? À? Nguyễn Công Tiến cô chưa nhìn thấy đâu ạ? Bạn Thành Nam này, 01 này, tắt hết cả màn hình này. Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Hoàng đâu ạ? À? Thái Hưng này, rồi rồi nhìn thấy rồi ạ. À. Hương này, Đặng Bá Lộc đâu ạ? À? Không xem tàu đâu, Đặng Bá Lộc đâu rồi ạ? À? Không xem tàu hỏa đâu nhé, Đặng Bá Lộc nhá. Nguyễn Quỳnh này, em Lộc đây cô ạ. Ừ rồi, sao cứ cho tôi xem. Cô ơi, ơi. Cô, em là Hoàng Phương Anh, cô cho em điểm danh ạ. Đầu giờ em xin cô vào muộn để em đi tiêm vaccine ạ. Tiêm vaccine hôm nay mới tiêm ạ em? Hôm nay em tiêm mũi 2 ạ. À thế hả? Cô cho em xin điểm danh luôn ạ. Bạn tên gì? Đầu giờ em cũng xin cô vào muộn ạ. Tôi thấy xin đâu. Cũng không tên là gì, nắm nhìn được tên đâu. Em Trần Quang Dũng ạ. Trần Quang Dũng, vâng. Cô em xin điểm danh ạ. Được rồi, đang nhìn rồi. Đó, các bạn cứ lên đi màn hình hết đi ạ. Bạn nào không có thì tôi sẽ nhắc lên. Cao Việt Trinh làm sao hôm nay là mình cứ liên tục bị ao ra thế Cao Việt Trinh? À, em bị ao ra mấy lần liền cô ạ? Cũng phải đến hàng chục lần đấy ạ. Một tí là thấy ra rồi lại vào, ra cho lại vào. Dạ em vào từ lúc đầu giờ mà nó bị ao ra hoài. Rồi, bây giờ mình sẽ nghỉ để làm một chút nhá. Dạ vâng, em bảo hôm nay mình sẽ học sớm các bạn nhá. Hôm nay mình thì hôm nay tôi có một buổi học sau cho nên là mình chỉ nghỉ giải lao ngắn thôi ạ. Vâng. Mình sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút thôi ạ. Là đúng 9 giờ các bạn quay lại lớp luôn nhá. Vâng ạ. 9 giờ là quay lại lớp luôn, thôi mình sẽ học xong sớm ạ. Các bạn xong sớm. Ông cô cho em điểm danh được. Bạn tên gì? Em nói đi. Tên Phạm Thái Hưng 2502. Ừ, Phạm Thái Hưng à. Ừ, ok. Ok. Cô cho em hỏi em Bùi Linh Chi RM 2502 đã được điểm danh chưa ạ? À, Bùi Linh Chi được rồi. Tôi vừa điểm danh vừa tổng tính số người đã. Thì tôi sẽ hỏi các bạn học lại thôi. Quan học lại rất là nhiều bạn. Em là Phan Thủy Tiên lớp 02 đã điểm danh chưa ạ? Phan Thủy Tiên hả? Dạ vâng ạ. Được rồi, Phan Thủy Tiên chưa? Tí nữa mình sẽ điểm danh lại. Tí nữa còn một cô nữa cơ, còn cô Xuân các bạn, đương nhiên là quan trọng. Em nghe cô ạ, tại vì từ sáng là em vào từ từ sớm rồi ạ. Biết rồi, Phan Thủy Tiên. Nhưng mà đấy có... Cô cũng chưa đánh dấu những ai bằng ai không đâu. Tí nữa còn một cô nữa, giúp cô là cô Xuân cơ ạ. Các bạn nhìn để lao đi nhá. Em nghe cô Thanh Hà học lại đã điểm danh chưa? Thanh Hà tôi điểm danh từ sáng rồi ạ, bạn học lại. Vâng. Cô Lộc học lại vâng. Cô điểm danh đúng rồi, cô Lộc nữa lần sau Lộc với Thanh Hà ví dụ cô lớp bên cạnh nhá. Cô may mà cô có cái danh sách trên mặt cô đã đánh dấu hai bạn đấy rồi. Vâng. Thưa cô, em Phạm Hoàng Long điểm danh sáng em Long rồi ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Thôi các bạn nghỉ giải lao đi, xong đúng 9 giờ mình quay lại lớp nhá.